Đá Tai Mèo xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý khán giả từ công trường Hâu Chua. Và ngày hôm nay thì Đá Tai Mèo đã quay trở lại với công trường Hâu Chua. Buổi sáng ngày hôm nay thì em Tuân cũng đã liên hệ được bên vật liệu để họ chuyển vật liệu vào cho Hâu Chua để tiến hành xây dựng bể nước. Làm với vật liệu làm bể thì em Tuân sẽ sử dụng xi măng PC40. Sắt thì chưa đủ, bằng này thì chưa thể đủ được, còn một chuyến nữa. Nhưng mà với sắt thì em Tuân sẽ sử dụng với cái phần khung, phần dầm thì sẽ sử dụng là sắt phi 16. Bố chồng của Mỹ thì ông người đàn ông cũng trung tuổi rồi nhưng mà rất là khỏe. Và còn đi chân đất này. Lo 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 Buổi sáng nay khi mà xe chở vật liệu đến thì bà con cũng đã cùng nhau vận chuyển được sắt, rồi thì cốt pha, ván để ghép cốt pha. Đây. Phần bột đá thì mọi người cũng đã vận chuyển đến gần vị trí để làm bể. Thế đi đâu về đây? Đã. Đi đâu về đây? Mua thuốc. Mua thuốc cho con à? Vâng. Thế đợt vừa rồi anh bảo đi làm ở đâu về mà? Đã. Đợt vừa rồi đi làm ở đâu? Đi Hải Dương. Hải Dương á? Hải Dương công ty có nó rơi nhà của em cha. Thì bố mẹ nó, mẹ nó mới gọi điện lê mới xây công ty về. À con bị rơi à? Ừ, bị rơi. Thế là lại về xem con thế nào à? Sẽ có đi mua thuốc cho có khổ thì mới đi lại công ty nó cho về 15 ngày. Công ty cho về 15 ngày á? Ừ. À. Thế vợ có về không hay là mỗi... Chả biết vợ nó là công ty ở đâu. Không biết vợ làm mình làm công ty ở đâu. đến bây giờ vẫn không biết vợ làm công ty ở đâu. Không biết nó là công ty ở đâu. Được, chết rồi. Ông đi đâu mà không biết vợ đi làm ở đâu. Thế thì chết rồi. Công ty nhiều lắm. Công ty nhiều lắm. Biết được. Mua được gì nhiều không? Mua kẹo, thuốc. Mua kẹo với thuốc với gì? Thế con ngã như nào? Con bị ngã nhà của... Nhưng mà có đau không? Đau. Nó gãy một cái tay. Gãy tay á? Đi mì vào nó khá không được, em mới chợ đi đồng ba khá xong nó mua nó đưa thuốc về thôi, nó không tia, nó bảo là không tia vẫn được, mua thuốc cho thuốc về ố thì là mấy ngày nó khổ rồi. Đi mèo vào khám không được xong là sang bên Đồng Văn. Ừ. Xong Đồng Văn cho thuốc về uống. Vâng. Thế có bó bột gì không? Dạ, bó vẫn bó thuốc nữa. Nghe bệnh viện họ có bó bột không? Bệnh viện nó không bó. Bệnh viện không bó bột á? Ừ, nó không bó, nó bảo là mua thuốc uống ở nhà bố một tí rồi thì là mua thuốc uống nó, lấy thuốc uống nó thì là nó mấy ngày thì là nó khổ rồi. gãy tay gãy bên này ấy. Gãy tay. Ừ. Có phim chụp không? Hả? Có chụp phim, họ có chụp phim cho không? Đã biết nó bây giờ nó đi đâu, nó vẫn đi đường, nó đi chơi hay ở nhà. À, gãy tay mà vẫn đi chơi được. Ừ. Con này rất là khổ. Nhưng mà anh thấy là bình thường là người ta bị gãy tay ấy, người ta phải bó bột vào chứ thì nó mới xương nó mới liền được chứ, đúng không? Đúng rồi. Thì bô nhưng mà em, nhưng mà uống thuốc thì đến bao giờ? Đạo công ty vẫn chưa về thì là mẹ nó vẫn bảo bố của thà cho nó đi
họ tìm một tí thuốc về bò nữa rồi. À đi nhặt thuốc nam gì? Ừ. Thuốc nam về bò gì? Ừ. Ừ, thôi được rồi. Đi đi về xem con thế nào đi. Đi vâng. chơi rồi à? Nó chả biết nó đi chơi hay là nó ở nhà. Ừ. Sắp hết chưa? Cho. Bắt đầu bắt. Đây anh giữ cho. Đây chính là cái mặt bằng mà chuẩn bị để xây dựng bể nước này. Đưa cho giúp anh cái nhé. Thôi. Ừ, đo thử xem là cụ thể xem nó như nào nhé. Có, đây, anh mua thước đây. Đây, đi. Ơ, thế cái chỗ này không khoan được nữa à? Chỗ này á? Ừ. Chỗ này không có được, chỉ để đây thôi mà. Để đây nhưng mà chỗ này khua cũng lá phí thôi. Để, cứ để nghe đây. Để đây thôi. Chỗ bà con đo để đây thôi mà. Đó đây AC bề gọi liệu có vuông được không nhỉ? Chiều rộng chiều dài chắc là dài hơn. Chiều rộng thì nó thì cứ đo cụ thể xem nào nhé. Ừ, vâng. Đó, bây giờ đo chiều dài trước xem nào. Đây. Tít ở dưới này. Đây á? Ờ. Xuống tí á. Xuống tí á. Ờ. Cái góc thì để ngay ở chỗ này. Bao nhiêu? 4 mét. 4 mét nhá. Ừ. Muốn làm rộng hơn một tí không? Cái chỗ kia thì để ngay cái chỗ kia thôi à. Không xa một tí á. Ừ, được rồi. Xa cái chỗ đấy khua 4 mét. 4 mét nhá. Thế thì tính là 4 mét này. Rộng xem nào. Chiều rộng xem nào. Ờ. Rộng xem này. Ngay cái tranh của anh ấy. Dì xa bên cái hồ đá. Ờ đây. Đây gì? Ờ. Dì xa bên này một tí. Ờ đây. Đây này là chất đây này u. Bao nhiêu? 3m4. 3m4 nữa. Ừ. 1m4. Thế chiều này liệu có được 3m4 không? Ờ thử được chiều. Không được, này. Chiều này lấy theo chiều này thôi. Ờ đúng rồi. Chiều này hơi hề tin lấy chiều này. Chiều kia rộng thì cứ để ngay. Lấy chiều này được có 3m thôi. Cho số dấu một tí xem nào. Có số dấu được không? 3m. Cho 3m dấu xem nào. Có đủ 3m dấu không? Làm gì được. 3m thôi đây này. Ờ. 3m này. 1 chiều 4, 1 chiều 3 này. Cao định, mọi người định làm khoảng cao khoảng bao nhiêu? Cao thì làm đến ngay con đường đấy. Ngay con đường á? Ờ, thẳng thử, luôn. Thử. Anh chà, kéo hộ ép vắt thế nào. 3m hơi đấy. Hơi 3m hay sao? Ơ chú mình chỉ là đây còn mất 20 phân đáy bể nữa. Ơ chú mình chỉ là lọt. Đúng không? Đây mình phải trừ 20 phân đáy bể nữa đúng không? Đúng rồi. Ba mét dưới, gọi là 3m tính dưới. Tính 3m đặt sắt vào. Mới ghép dầm chứ. Đúng rồi. Làm 4 cái dầm ngang. Hiểu không? Không lá sao nhỉ? Hả? Bố cái dòng không lá hay sao nhỉ?
cứ không làm đổ, làm sao chịu được. Đổ bờ bà truất thì phải lấy sắt, là sắt cho nó cong lên trên này, thì cứ đào sắt vào trong đấy thì phải dạy một lượt đá bé bé chút ở trên nữa, phải đổ bê tông ở trên nữa. Không thì chịu sắt, được đâu. Không chịu được. Làm sao mà chịu được. Còn phải xây ấy nữa, khi mà lên là xong bể, làm gần xong bể còn phải xây ngăn ở giữa nữa. Xây ngã. Ừ. Nhưng mà lút lạt xong thì phải ở chỗ là cái nát thì phải rửa rửa xay mới được, không là cái nát. Ừ, thì mình lúc nào mình gần làm sắp xong nắp thì mình xây. Ừ. Mình xây ở giữa để xong rồi để một lỗ thông thông ra hai như kiểu hai bể. Lúc mà mình đi để nó bể nhìn mình đi sửa rửa lau thì nó là sao đi sửa rửa được. Làm cái lỗ. Ừ, mình làm lỗ xuống chứ. Ở là lỗ. Xong rồi ở dưới đáy có thể là mình còn phải làm một cái chỗ để mình còn vệ sinh nữa. Ờ đúng. Cái chỗ thoát nước ấy. Đúng không? Ủa nhưng mà lại cắt chỗ đã cắt. Bây giờ nhá, anh bảo nhá. Không làm dầm không chịu được. Là dầm bốn trường đấy như này. Ờ, làm dầm xung quanh. Xong là mình mới bắt đầu đan sắt lên thì mới chịu được. Như kiểu cái móng nhà ấy, cái dầm như kiểu cái móng nhà ấy. Biết rồi. Biết không? Biết rồi. Đấy. Nhưng mà thấy bà cô thì cô si họ cứ làm dành 3-4 cái nhưng họ không làm dầm hay sao? Không làm dầm à? Ừ. Nhưng mà bây giờ họ không làm dầm, dầm nhưng đánh giống bình thường. Đánh bình thường nhưng mà họ không làm dầm hay sao? Không làm dầm anh sợ không chịu được. Không sao đâu, bố sợ bê rúa này, bê ở rúa này. Ừ. 4-3 nga này không sợ đâu. Đấy thì anh lấy sắt phi 16 là chủ yếu làm dầm với cả làm cái khung ấy thì nó mới chắc chắn được, đúng không? Thì coi như là buổi chiều nay thì vật liệu mình chuyển hết sắt vải ếch, có xi măng thì chắc là mai thì chuyển dần thì xi măng thì không yên tâm, nhưng mà mai phải có một công việc, mai phải bệnh viện đúng không? Mai Eva nó đang cống, mai phải bệnh một ngày kêu mới làm. Ngày mai làm gì? Ngày mai, mai làm gì? Bố này cống ấy. Cúng á? Mai lại cúng à? Mai lại nghỉ một ngày. Thế mai lại nghỉ mất một ngày à? Ừ, chắc là ngày kêu mới làm. Ồ. Ngày kêu thì phải cho hai người đi kiếm nước về. Hai người đi lấy ra uống nước đi kiếm nước về. Tất cả thì phải đi nhiều một ngày sọ bò đủ thì phải triệu lên chê ở triệu từ chê xuống dưới này thì ở thế thì nếu mà công việc nuốt thì... xong về lấy cái thùng xanh mấy cái thùng xanh chốt anh trao cho bà cô ấy nhưng mà lấy mấy cái thùng đấy để vào đây thì kiếm nước về xong xua thì lúc mà mình bắt đầu là thì nó không đi lại lại ấy. Đi lại lại thì mất thời gian. Ừ, nước này chuẩn bị hết đi nhé. Vâng. Thế là chính xác là thống nhất là sáng ngày kia bắt đầu làm nhé. Vâng. Bắt đầu cắt sắt rồi thì ghép cốt pha các kiểu nhé. Vâng. Phải đi chặt cây là cây trống. Ừ, cây trống thì lúc nào làm mặt thì mình mới cần đến cây trống. Đúng rồi, phải là cái đáy bà đó. Ừ. Phải độ một lượt bà đó. Độ một lượt xong, nhưng mà không chờ nó khô, phải độ xong thì để một chắc là để không từ một đêm chắc là khô hay sao đấy. Ừ. Mà không khô thì mình đặt thanh sắt vào mình đổ lên tre thì ở dưới nó an thanh sắt vào nó xi măng nó an thanh sắt vào nó chắc. Đúng mà mình để ở dưới khô thì nó không an thanh sắt thì nó không chắc. Làm gì? Cái đấy mình chỉ làm mặt bằng thôi, còn chủ yếu là mình là phải đổ thêm một lớp bê tông 20 phân nữa. Đúng rồi, mình là bà nhưng mà mình phải là cho nó chuông khô hả. Làm khô hả giống như ở dưới thì mình đặt thanh sắt lê chê đấy thì nó... Rồi, ok, cái đấy mình biết. Nó không an ở dưới thì nó không chắc, giống như hai lớp đấy. Thôi thế cứ cho mọi người chuyển dần đi nhá. Vâng. Anh, thế thống nhất là sáng ngày kia mới làm cái gì? Mai nghỉ gì? Mai chắc nghỉ một ngày. Cúng vừa thôi, cứ suốt ngày cúng ấy. Thôi,
Cái này là cống cho cháu ý ạ. Cúng cho cháu à? Ừ. Rồi ok.